rồi đúng rồi. 21 bao đó. 21 bao giờ miếng neo vô súng nè. Miếng neo vô dưới này súng nè. 3 là 5 thằng tư, cũng coi luôn mà ngày bữa nay 52. Mình sẽ bảo nè. 3 đâu có mấy thằng mấy chắc đi. Nó chấp nhận nó mua là xanh cái đậu mua chứ. Giờ nó thằng nữa đâu lấy nó rồi. Ừ, lúa này cắt hơi xanh các bạn, sợ mưa ha. Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì nay tiếp tục chia sẻ máy DC 105 mít các bạn ơi, đang thu hoạch giống lúa 54-51 các bạn. Hiện tại mình thấy thì miếng ruộng này vẫn còn nước nha các bạn. Lúa thì cũng không có sập gì mấy các bạn ơi. Đây thu hoạch cặp cái bờ kênh các bạn. Mình đang chia sẻ toàn cảnh nông dân miền Tây này đang thu hoạch lúa các bạn ơi. Đó, hiện tại thì ở bên kia thì máy xới, máy cày đồ rất là nhiều luôn các bạn. Tài xế trẻ này lái quá dữ các bạn ơi.
Rồi tiếp tục máy 105m các bạn ơi. Đang thả dạt cầm cái đường mương giữa nha các bạn. Khu đất này thì mùa trước máy 70 chạy cũng rất là lầy luôn các bạn ơi. Này thì đưa máy 105 vô nha. Rồi giờ chiếc máy cậu lên dốc các bạn ơi. Lên tài xế cho ghe máy lên luôn các bạn. Mấy anh em đang khắc phục sự cố của máy 105 nha các bạn, cắt sáng về ha. Thì lỗi băng tải xíu mấy em, anh em ở đây đang khắc phục các bạn. Kia mấy chiếc máy cũng đang hoạt động. Bên túi nè, nhóc chân nè. Không. Đây tay 105 đang sửa thì bây giờ di chuyển qua bên kia để cho chiếc máy cọ ngoài kia chạy vô cái đường này nha các bạn. Kéo lúa vô đây ha. Máy này ở An Giang xuống nha các bạn. Nay thì mấy anh em đây hơi vất vả xíu ha. Đang hiện tại đang ngồi ngoài nắng sửa băng tải các bạn. Miếng ruộng thì đang còn rất là nhiều các bạn. Rồi nay chuẩn bị vô băng tải chiếc 105 các bạn ơi. Mới gáp gần xong rồi nè. Ồ đây nãy rớt bao lúa giờ vác lên nha các bạn. Chạy thêm mấy quận chỗ này chắc nó lầy dữ lắm rồi các bạn ơi. Sau khi đã thay cái xích tải thì mấy anh chuẩn bị gáp vô máy nha các bạn. Hiện tại trời đang mưa luôn các bạn ơi, quá là anh em bữa nay vất vả ha. Đây mấy anh em máy ở An Giang xuống nha các bạn. Nó phải lòn vô trong cái hàm rút lên các bạn. Đó mấy anh lòn vô chỗ cái nè các bạn. Nhỏ lên, đừng có dính dưới đây. Cái gì nè? Cái gỗ rẻ rồi. Khoan, đi qua. Có như cộng dây xích đường dây vậy ha. Rất là khó gáp luôn các bạn ơi. Thấy không? Tôi nó bỏ càng chặt hơn, nhỏ càng không? Nè, đủ má đè cãi không nè. Chặt luôn rồi nè. Hay lắm mà, nguyên rồi.